Với quá trình phá vỡ biến trạng là một trong những quá trình để kích thích quá trình sinh trưởng mới trong một giai đoạn hoàn toàn mới. Quá trình phá vỡ biến trạng là quá trình mà phải kéo lại những lượng hormone, những lượng điều hòa sinh trưởng trong cây. Vậy cho nên là khi quá trình mà chúng ta hãm cây thì ngược lại của quá trình mà chúng ta phá vỡ biến trạng thì là thành công. Đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Khi mà chúng ta làm cho cái cây đứng lại, cằn cỗi lại thì cái quá trình phá vỡ biến trạng là lúc phải cần nhiều nước này, lúc phải cần nhiều hormone nội sinh này, lúc phải mình cần nhiều những dòng dinh dưỡng dễ tiêu. Lúc mà cái cây của chúng ta đọt là hoa thì lúc đó thì cây của chúng ta cần không ra rễ. Thế nhưng mà quá trình mà phá vỡ biến trạng là chúng ta phải cần kích thích bộ rễ hồi lại, kích thích cái nồng độ pH cây nó cân bằng lại để làm gì? Để cho cây hòa toàn bộ là phục hồi lại cả đất này, phục hồi cả vào cây thì nó sẽ làm cho cái quá trình sinh trưởng mới mạnh mẽ hơn. Khi mà cái quá trình mà là hoa đã thành công rồi, nghĩa là gì? Lách lá đã sưng, chân chó tốt, mắt cua trắng xịn rồi, là đúng là hoa mà trong khi đó là cây vẫn còn ngon ấy, lá vẫn còn ủ thì giữ được rất là cũng là ngon. Thì khi chúng đó chúng ta có làm gì? Tưới nước là có yếu tố đầu tiên. Đối với một số cây trồng thì có thể cần cắt, ví dụ như cây mận mà ông đang hỏi đây là có thể cắt, rồi một số cái cây thanh long cũng có thể cắt, một số cây nhãn, một số cây có múi cũng có thể cắt. Khi cứ cắt ở đâu thì nó sẽ phá vỡ biến trạng ở khu vực đấy rất là nhanh. Để làm gì? Khi cắt thì nó sẽ kích thích, thì chính cái trong cái bản chất của cái mắt hoa đó là gì, là đã là hình thành hoa rồi, thì khi cắt nó sẽ làm cho quá trình trao đổi chất dinh dưỡng một cách nhanh nhất. Và cộng với yếu tố là khi chúng ta bổ sung thêm cái hormone từ bên ngoài, nghĩa là auxin, nghĩa là cytokinin hay là gibberellin một phần đấy, có thể là sử dụng cái những dòng L-amino acid hay là những dòng protein tự nhiên. Cho nên là yếu tố phá vỡ biến trạng là một là phải nước là quan trọng nhất, nhất nước và nhìn phân. Đấy. Yếu tố thứ hai đó là cái quá trình cắt cành. Nếu mà cần quá trình nó nhanh thì cắt ngắn lại, nếu mà cần từ từ thì cắt dài ra. Đây là cái yếu tố rất là quan trọng. Quá trình tưới nước thì nó cũng làm cho cái cây của chúng ta chỉ bật là nhanh thôi, nhưng mà nếu mà ở dưới gốc của chúng ta mà đã chót sử dụng những cái dòng ức chế thì chúng ta phải giải bằng humic, bằng amino acid, bằng vi lượng ấy, bằng khoáng ấy, thì khi cái đất đấy nó mới cân bằng lại được. Còn nếu mà chỉ có tưới nước không thôi ấy, thì nó chỉ làm tích cái nhựa trong thân thôi, tích dinh dưỡng trong thân thôi, thì nó sẽ làm quá trình nó kéo hoa nó bật nhanh, thế nhưng mà hoa nó lại hơi gầy. Còn nếu mà bà con mà làm cho cái đấy pH đất nó hồi lại, hồi ở nghĩa là gọi là gì, là từ thấp lên cao gọi là hồi nha bà con nha. Bởi vì lúc mình những hoa ấy thì là mình kéo nó xuống, bây giờ là kéo nó lên thì gọi là hồi lại, làm sao để đất khỏe lên, đất pH nó cân đối lại. Ở dưới đất thì phải có đủ nước tưới để cho quá trình mà ra rễ, rồi có một phần hormone.